có giếng nước hả? Không cho người ta tắm hả? Tự mình tắm chứ gì, khỏe rồi gì? Bây giờ muốn lên giường ngủ chứ gì? Khỏi ngủ luôn. Cái vẻ nghe che, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, là con 30. Cái vẻ nghe ve, nghe về tôi độc, cái độc không trai, gái độc không chồng, là con số mấy, là con số không. Bậu lỡ thời như giấy trôi sông, giấy trôi sông thì ta còn vớt. Bậu lỡ thời như ớt chín cây, ớt chín cây ăn lỡ cay, ăn vào thì ngơ ngác, ăn xong rồi thì ngồi hát với nhau. Hát với nhau bao lâu không biết, hát xong rồi, hát xong rồi thì lại biết đến nhau. Mà vô trường cha bốn người vô chiếc hả? Tao có ế cũng ảnh hưởng gì đến gia đình mày, ảnh hưởng gì đến tự đường mày, ảnh hưởng gì đến gia tộc mày hả? Mày chê tao ế hả? Tao không bao giờ ế đâu. Đồ điên, đồ không biết điều, đồ hát bậy, đồ quỷ tha ma bắt cha cá ngợ. Giấy trôi sông người ta còn dân. Bậu lỡ thời như ớt chín cây, mà ớt lỡ cây ăn nhậu. Tao không trị mày á, mày còn cái nồ hả? Được, chờ tao đi. Tụi bay làm gì vậy? Ai biết ba kêu tụi con vô? Trời ơi, tao quảng cáo tao mời khách vô, khách chưa vô tụi bay lù lù tiếng vô là sao? Trời ơi ba ơi, buổi trưa để cho người ta ngủ, ba hát sùm ai ngủ được. Ủa tao cố tình mà, khỏi ngủ. Vô! Thôi trời ơi, cái gì vậy? Quay lại. Mày làm gì vậy? Vô! Làm gì mày? Lỗ tai nghe cái loa, ba quất chữ vô lỗ tai con hết rồi nè. Làm gì phải sửa loa? Tao cố tình tao chĩa qua cái loa qua bên nhà ông ba giếng nước để cho ông khỏi ngủ mà. Bây giờ tới cái phần hát nè. Hả? Nữa hả? Tình lãng mạn nè. Nhưng mà nhỏ nhỏ thôi ba, nhỏ nhỏ thôi. Ủa? Hát sao miễn đúng cảm xúc thôi chứ. Rồi bây giờ ba hát đi tụi con minh quả cho. Trời coi mặt hát mà đúng tâm trạng vậy nè. Mỗi năm đến hè, lòng mang mát buồn. Buồn. Ủa sao nghe dễ trơn vậy? Thôi mà ba. Rồi. Gì nữa? Cái thằng cha ông nội ba giếng nước này nè. Cứ mỗi lần tao làm quảng cáo à, tao nói lên micro cái là nó cúp điện. Sợ cái quán tôi đông khách hả? Ganh tị hả? Đồ hiểm ác, đồ vô liêm sỉ, đồ vô lương tâm, đồ bận tiện, đồ kéo kiệt. Trời ơi, ba bình tĩnh lại đi, ba làm gì ba chửi khí thế vậy? Ủa phải chửi chứ, thằng cha là phải chửi kiểu đó. Nhưng mà chửi quen rồi, trời, hai đường dây điện khác nhau mà. Cúp điện là hai đường dây điện khác nhau gì? Trời, cúp bên đó liên quan gì tới bên đây? Sao liên quan? Con nghĩ cái vụ mà hư thiết bị này không liên quan tới cúp điện đâu. Chứ sao? Do cái giọng ba thứ gớm quá, ba hiểu không? Giọng ba gớm là sao? Không biết có gớm mà mỗi lần hát cái trái ăn sò hư tivi hết à? Đúng rồi đó. Ủa thiệt không? Không biết có thiệt không mà từ bữa giờ thay hơi nhiều rồi đó. Vậy hả? Vậy mua con chuột gắn vô đi, con sò nhỏ lắm. Trời ơi trời, con sò mà thế con chuột sao được? Ủa vậy hả? Không được đâu. Không phải đâu. Thôi. Kiểu này là thằng cha ba giàu phải chơi tao nè, chứ không phải con sò chuột gì đâu. Giữ lấy. Cái gì vậy? Mình quá. Ba! Trời ơi! Ba vào đâu? Bây giờ sao? Ê, chơi nè! Ba vào! Mày ở nhà Vũ Quán hay chưa? Ê! Ba vào vậy? Mình ở nhà Vũ Quán kìa! Trời, không được đâu! Tướng ba dậy qua ông ba vào, ổng mút luôn á! Hai ông bằng nhau thôi, mỏng như nhau thôi! Nhưng mà... Không được rồi! Tao phải qua bển hỗ trợ cho ba! Ở nhà! Mày ở nhà canh cái quán! Không được đi đâu à! Ê! Trời! Đã ba kêu ở nhà Vũ Quán! Ở trong mệt rồi nha!
Ba kêu tao nhà giữ quán, tao vừa chạy ra mày kêu tao giật ngược nhiều lần, tao mệt thôi, nha. Thôi bây giờ anh cầm để em qua với ba cho. Vậy ha. Ê, quay lại. Tao giọng này vô họng mày giờ mày tin không? Ba kêu gì? Hả? Ba kêu hai anh em ở nhà. Hai anh em mình đúng không? Ừ. Thì tao mày phải ở nhà chứ. Hay quá. Hát nữa đi con, vào đâu? Để ngày mai cái miệng mày không dạ, còn. Dạ, con chào bác. Sao vậy? Chơi gì kỳ vậy? Hả? Tôi hỏi ông nè, máy của tôi đang hát ngon lành vậy á, chút tắt chút mở, chút tắt chút mở, ông làm cúp điện hoài hoài vậy làm sao mà máy móc tôi nó chịu nổi? Làm vậy mà coi được hả? Mày rảnh lắm hả? Mày rảnh lắm hay sao mà mày để cái cửa cho nó vô nó sủa tùm lum trong nhà tao? Hả? Vừa phải thôi nha. Tôi nói thiệt nha, máy móc tôi mà nó có hư là ông bồi thường cho tôi á. Bồi thường hả? Cái cù loay nè, vô duyên tự nhiên mắc mớ tao bồi thường. Giờ sao? Tôi làm gì mà hại người ta trong lúc người ta làm ăn vậy đó rồi coi được hả? Đã vậy còn chửi sống qua bên chỗ làm ăn của người ta rồi khách khứa người ta sợ hết, người ta chạy hết rồi sao? Sao mà tôi làm ăn được? Tôi không bồi thường. Tôi sẽ thưa ông ra xã vì cái tội phá hoại của công. Phá hoại của công? Của công đó là của ông, của cha ông chứ mắc mớ gì của tôi à? Của ông. Của tôi cũng phá hoại vậy mà phá hoại là phải bồi thường cho tôi chứ. Chà, bồi thường con khỉ, tôi chưa bắt ông bồi thường cho tôi thôi, ở đó mà bồi thường. Trời ơi, ông phá tôi mà tự nhiên ông bắt tôi bồi thường là sao? Ông hát ông chế nhà ủa tôi quá. Ông phá banh cái hàng xóm này, lỗ tai cũng bị hư hết rồi. Ủa. Bây giờ tao không nghe được cái gì hết. Ủa, tôi hát tôi chế nhạo ông nhưng mà tôi có kêu cái tên đích danh của ông ba vào giếng nước ra không? Trời còn ơi, ông kêu tên đích danh cá người nè. Trời ơi, chờ ông kêu tới cái tên của tôi hả? Chờ ông kêu tới cái tên của tôi là cái quán ông đã bị san bằng. Trời ơi, vừa phải thôi nghe, bồi thường đi. Bồi thường con khỉ. Ông phá hại hàng xóm láng giềng, ai bây giờ cũng hư tai hết rồi. Hư tai cái gì? Bây giờ không nghe được tôi cái nói gì nữa. Con nào là ông song sổn lại tôi mà hư tai cái gì? Con nghe rõ ba con nói không? Hả cái gì? Tôi nói ông bồi thường cho tôi đi. Hả? Không nghe. Khách khứa của tôi nè ha, nghe ông chửi nè ha, họ bỏ đi nè, họ không tới chỗ quán của tôi họ chơi nè ha, rồi máy móc của tôi hư hỏng nè, bồi thường đi. Không nghe. Sao kỳ vậy? Tự nhiên nãy nghe son sổn rồi giờ không nghe. Vậy là sao? Không có nghe. Đồn cha chết tiệt. Chết cái cụ đầu mày á. Ủa sao tự nhiên nghe? Ai chửi tao tao nghe. Trời ơi ghê quá. Chửi nghe kêu bồi thường không nghe. Không nghe gì hết. Bây giờ tôi sẽ thưa ông lên xã về cái tội làm thúi lỗ tai người khác. Trời ơi sao tự nhiên ngang ngược vậy? Ông không bồi thường cho tôi qua đây là tôi kêu ông bồi thường. Bây giờ tự nhiên tôi qua đây ông bắt tôi bồi thường là sao? Tôi nói cho ông nghe, không phải một mình tôi đâu. Mà hồi nãy giờ ông nói chuyện mà con cháu của tôi nó đứng nó đơ như cây cơ, nó không phản ứng, chứng tỏ là cái lỗ tai nó cũng thúi luôn rồi. Đền luôn. Ủa vậy hai cha con đều hư lỗ tai hết trơn hả? Hư hết rồi. Là do tôi chửi hả? Hả cái gì? Là do tôi phát loa qua nhà ông hả? Cái gì? Đồn cha chết tiệt. Chết cái đầu mày. Trời đất ơi. Chở tao lên trạm xá, chỗ mà cái nhà hộ sinh đó, để tao khám thai. Hả? Chú cũng đi khám thai nữa hả chú? Thấy chưa, tụi nó cũng biết luôn rồi. Tụi nó đi khám thai mà tụi nó nói tôi đi khám thai. Trời ơi sao bây giờ rối tùm lum tà la trơn vậy? Tự nhiên bây giờ tôi tới đây, tôi kiện anh, tôi la anh, tôi bắt anh bồi thường. Giờ tự nhiên tôi bị là người phải bồi thường là sao? Đi không, bồi thường cho gia đình anh là không sao? Không cần biết. Thôi cho con xin can đi, chú con với bác bốn đừng cãi nhau nữa mà. Chuyện đâu có đáng đâu, thôi chú đừng có cãi nữa. Bắt đền đi, bà chú cháu tôi hư thai, hư tai hết rồi. Trời, cái gì vậy chú, tự nhiên cái hư thai à? Mày quỷ mày chết bầm đó, mày chửi tao hả? Thôi, không qua đây kêu bồi thường nữa, bây giờ tôi về. Tự nhiên tôi qua đây cái bắt tôi bồi thường hả? Thật tình là tôi qua đây tôi thăm gia đình thôi, tôi thấy mọi người khỏe tôi cũng buồn, về. Đồ khốn nạn, đồ ác độc. Chửi tao đồ khốn nạn hả? Được nha, mày nhớ nha. Mày. Thôi mà chú. Em coi ổng kìa. Vậy là ta đã thành công. Hát nữa đi rồi, con. Hiểu luôn em ha.
hát để cho cái mái mày không nè, ngon. Nè, vô đây với chị, để chú hát đi. Đi làm việc. Bốn ngừ hả? Lúc nào cũng vậy, mệt ghê. Mày cũng thua tao một bậc. Tao thứ ba, mày thứ tư lận. Đâu có chơi bài cào đâu mà phải tính nút. Hát nữa đi con. Dạ, phim trường nó ổn rồi. Tôi với ông á, lo tìm ngoại cảnh á, để tụi mình quay đi. Nha. Tìm ngoại cảnh cũng phải phù hợp với câu chuyện, với nội dung phim. Chứ đụng đông cũng đòi quay, quay. Làm sao? Đồng ý á, là mình phải phù hợp. Nhưng mà mình chế được cái nào mình chế. Nhưng mà quay nội cảnh nhiều á thì nó đỡ tốn. Hiểu không? Gì vậy? Ông Tài, sao tôi thấy ông này quen quen ta? Đó, cái đầu này nè. Ừ. Tóc quăng quăng thì quen quá. Ê, à, ông là à, tôi nhớ rồi. Hôm bữa đụng xe nè, tôi đứng ra hòa giải nè, chính ông đấm tôi chứ ai. À, thôi chuyện cũ bỏ qua đi, đừng nhắc nữa. Thật ra là hiểu lầm thôi, tại người ta chứ không phải tại tôi. Tôi bị đấm trúng một cái nè, đúng là ách giữa đàn mang vào cổ mà. Thôi ông ơi, cũng tại ông á, tự nhiên xía vô. Nè, ông ăn nói gì vậy? Gì? Thôi, được rồi, bình tĩnh. Đừng có gây nữa, có gì đâu mà gây. Thôi, cái chuyện đó bỏ qua đi. Tôi biết là bữa đó anh muốn giúp đỡ tôi. Nhưng mà tôi... Mà... Anh là họa sĩ hả? Tôi vẽ tranh thôi. Hay quá! Vẽ tranh có gì đâu hay. Hay sao không hay? Hãng phim của mình đang thiếu họa sĩ. Bây giờ mình mời ông về hợp tác với hãng phim mình đi. Dĩ hòa dĩ quý, thêm bạn bất thù. Có lợi đôi bên luôn. Thấy chưa? Được không? Được không? Ừ, có lý á. Qua đi. Chuyện là gì? Thôi, bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi. Hiểu lầm. Đúng không? Đúng. Đừng có giận nữa ha. Tôi có chuyện này muốn thưa với anh. Chuyện gì nói đi. Anh có muốn hợp tác làm ăn với tôi không? Bất cái mình. Nghĩ tới ba nước giếng là nuốt cơm không muốn vô. Thôi mà ba, bỏ qua cho người ta đi. Bỏ qua gì? Ổng ích kỷ, ổng có giếng nước, ổng không cho ai xài hết trơn. Trời ơi, đã vậy ha, còn lấy cái nước giếng đổ xuống hội trường của mình. Đó, làm hư máy móc hết trơn. Kỳ này tao thưa. Cái gì? Mắc nghẹn hả? Bị gì vậy? Gì vậy anh hai? Ba hay quá ha. Sao? Đang cơm mà kêu bỏ gì. Nó nghẹn nguyên cục cái đây luôn à. Cho ba xin lỗi đi. Ba kỳ cục. Ba tức quá ba phải la chứ. Trời đánh chánh bữa ăn. Rồi sao? Nhưng mà con nghĩ là tại vì chú ba chú tức. Là tại vì ba làm ăn được. Ổng ghen ăn tức ở. Nữa. Trời ơi, đang ăn cơm ghen mà. Ghen ăn tức ở cái gì? Cái ông đó đó nha. Ổng đủ tật xấu hết trơn trội á. Ha. Ganh tị nè. Xấu bụng nè. Ích kỷ nè. Hẹp hòi nè. Keo kiệt nè. Tao cấm tụi bay nghe. Tao cấm tụi bay không được quan hệ chơi với lại hai đứa cháu của ổng nghe chưa? Na mận. Tụi bay đi tìm sơ ri chùm ruột gì đó chơi đi. Tối ngày na với mận. Nghĩ tên cha đó là không thể nào làm ăn cái gì được. Con không ăn luôn, con nghĩ ăn luôn. Vậy là chú với bác bốn á lại gây sự với nhau nữa rồi. Tàn trả cho bộ tại tao hả? Con thấy á, chú cúp điện đột ngột như vậy làm hư máy móc của người ta cũng kỳ lắm. Bộ mày không nghe thằng cha chỉa cái ô bạc lơ qua. Thằng cha chửi tao, xỉ vả tao, nhục mạ tao ha.
Mày không bên tao mà mày bên mình trả. Vậy là từ nay hai bên sẽ chính thức bùng nổ chiến tranh. Con sợ bác Bốn Ngự căm thù chú, rồi làm khó chuyện đi lại của nhà mình nữa. Làm rồi. Chận cái bản trà bá lửa rồi. Hôm nay đi vô vườn á là phải đi vòng cái ngõ sau. Bộ mày quên rồi hả? Nhưng mà con sợ bắt Bốn Ngự á làm lớn chuyện á chú. Tao thách thằng chả đó, ba đầu sáu tay cũng không dám làm lớn chuyện này đâu. Chả gây chuyện với tao trước chứ bộ. Ngộ ghê ta, chú với bác Bốn á lúc nào cũng muốn thưa kiện nhau hết trơn á. Mày không nghe hả? Chả nói tao à ế rồi, coi như là lỡ thời rồi, coi như là vít đi rồi. Tụi bay không binh tao thôi chứ, còn binh chả. Thì tốt nhất á, chú nên kiếm một bà đi. Thế nào hả, bác Bốn cũng hết nói liền à. Nhất định chú sẽ kiếm, mà chú kiếm là sẽ được. Nhưng không phải thời điểm này. Con xin lỗi. Chào anh. Chào anh. Mấy cái bức tranh này là tôi vẽ về cảnh biển, anh thấy có đẹp không? Đẹp. Ủa, bức tranh này sao anh vẽ ngược vậy? Cái này tôi để lộn đầu rồi. Đẹp. Sao, anh có thích tấm nào không? Nói thiệt á, tôi không thích tranh mà tôi thích người. Những bức tranh của anh thì đẹp lắm. Biết anh là họa sĩ tài ba, cho nên tôi có ý muốn mời anh về để làm về mỹ thuật cho cảnh trí phim của tôi. Thì ra anh muốn mời tôi cộng tác với hãng phim chứ gì? Đúng. Tôi không biết là mình có thích hợp với công việc đó không. Sở trường của tôi trước giờ chỉ là vẽ tranh thôi. Thích hợp chứ. Vẽ tranh thì cũng giống như vẽ cảnh vậy thôi. Con mắt nghệ thuật của anh á sẽ là một cái gì gọi là mỹ thuật, nghệ thuật cho cái cảnh trí phim của tôi. Vậy sao? Công nhận những bức tranh của anh á vẽ rất là đẹp. Coi như tôi đã tìm đúng người rồi đó. Anh có nhận lời không? Nhưng tôi thấy hội họa và thiết kế mỹ thuật đâu có gì là giống nhau. Tôi không chắc là mình có hợp với công việc mà anh đã mời tôi làm không. Thì đúng, hội họa là vẽ tranh, tranh là thể hiện con người. Tôi mê tranh lắm. Nếu tôi không làm phim thì tôi đã là họa sĩ như anh rồi đó. Những đường nét cuộc sống của con người á, vẽ hoài thì nó còn hoài, vẽ mãi thì nó còn mãi, mãi mãi và mãi mãi. Càng nói càng thấy chẳng có chút kiến thức gì về hội họa mà cứ nói lung tung. Ồ, vậy là anh thích hội họa lắm sao? Tôi làm phim á hay làm bất cứ chuyện gì cũng được hết trơn á. Chà, vậy là anh nhiều nghề thiệt á. Cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ á, tôi nói thiệt, tôi đang mở hãng phim mà tôi cần một người tâm huyết để hợp tác. Thôi thiệt với anh, tâm huyết thì tôi có. Vậy là anh đồng ý ha. Tôi cũng muốn thay đổi môi trường làm việc để thử thách và tìm sự sáng tạo trong công việc vẽ tranh thôi. Trời hay quá! Vậy là tốt rồi! Thôi, mời anh ngồi. Mời anh. Như anh thấy đó,
công việc của tôi chỉ là vẽ tranh thôi. Anh kêu thiết kế, tôi không biết phải làm gì đây. Tương lai sẽ còn không những trái mít đu đưa trong nắng sớm. Trời ơi, phải chặt nó sao? Trời trời trời, đau lòng xót dạ thiệt. Nhưng mà giờ sao vậy? Gì vậy? Có chuyện gì mà buồn vậy anh ba? Sao? Giờ nhắm thấy tiếc quá thì thôi vậy. Thôi mình về. Ừ. À, không không. À, tôi cho đốn mà. Nhưng mà đốn hết luôn hả? Trời ơi, nếu đốn hết á thì tôi thuê cái vườn trái cây làm cái gì? Chỉ đốn mấy cái cây nào dướng cho đoàn phim thôi. Ờ, vậy thôi. Công trình bao nhiêu năm trồng lên, giờ có trái rồi, thu hoạch rồi, đốn nó cũng tiếc dữ lắm. Trời ơi, tiếc cái gì tôi nói ông nghe. Bây giờ mình trồng trọt biết chừng nào mới giàu được. Ừ. Mình cứ cho thuê để làm phim trường đi. Trời ơi, mau lấy lại vốn lắm. Tiền vô ào ào luôn. Đúng không ba giàu? Đúng. Mình phải nắm chắc tiền trong tay mà còn được lợi. Phát tài ở trong vườn nhà mình làm phim. Sao? Mình muốn đuổi lúc nào đuổi mà. Chơi luôn đi. Chơi nó đi. Chơi nó đi. Chơi khô máu luôn đi. Được, vậy thì tốt. Hợp tác vui vẻ. À. Cái gì vậy? Sao ông khóc vậy? Ông tiếc của đó mà. À. Nhưng mai mốt hết hợp đồng, họ không thuê đất nhà mình nữa. Ui, còn lo cái gì? Người ta muốn mướn lâu dài mà. Phải đó chú. Cho mướn á thì cho mướn lâu dài. Mình á khỏi phải mất công trồng trọt. Cực cũng chết rồi chú ơi. Chị lúc nào cũng sẽ cực hết trơn. Em làm giống như em siêng dữ lắm vậy. Mình có vườn trái cây, bán quanh năm vẫn thích hơn chứ. Thôi đi bà ơi, bà lạc hậu á. Bán trái cây á cực như cái gì á. Tới đoàn phim làm diễn viên còn sướng hơn á. Chị cứ ở đó mà mơ diễn với ông đi. Ba, về. Ăn cơm xong rồi sao không xỉa răng đi? Ăn được miếng nào đâu mà xỉa. Đừng có chọc quê tao nghe. Còn con đang ăn ba cũng la con ngẹn họng. Có ăn được miếng nào đâu. Vậy mày xỉa làm chi? Cho vui. Hay quá. Ba, hồi nãy con quên nói cho ba nghe. Ban đầu con không dám nói. Bên đoàn làm phim á, nó làm bên vườn cây của chú ba. Đông lắm, vui nữa ba. Kệ họ, liên quan gì tới mình. Ừ, vậy mà chú ba cũng biết làm ăn à? Dễ mà. Ừ, cũng biết làm ăn, cho thuê mặt bằng, kiếm tiền ngon à, ha. Ừ, ừ. Kiếm tiền bằng mình không? Nè, ta nói cho nghe nha. Cho đoàn phim hả, thuê hả, trong cái vườn hả, có ngày tụi nó phá banh cái vườn ổng luôn. Trời ơi, phá banh cái giường nhưng mà người ta vẫn giàu. Tại sao tụi mày không quan tâm tới tao chút xíu gì hết trơn á? Trời ơi, tối ngày quan tâm tới cho ba với nước hoài vậy. Ba giỏi rồi còn gì nữa. Tao thấy lúc này mày nghe Trịnh, mày xuống lắm rồi đó. Con có xuống gì đâu ba. Sao không xuống? Mày không hăng hái làm việc như ngày xưa nữa. Sao ba nói vậy? Con vẫn làm bình thường mà. Ủa ba, gì? Bộ dạo này hội quán của mình bị thất thu hả? Không hề. Không hề. Làm sao mà hội quán mình bị thất thu được? Dưới sự điều khiển và quản lý của pho đại gia này. Ba chỉ ơi. Muốn á là cái hội quán của mình á phải tăng thu nhập lên gấp đôi. Bởi vậy hai con phải làm việc gấp đôi cho ba. Trời. Múa gấp đôi, hát gấp đôi, diễn gấp đôi cho ba. Trời đất ơi, anh làm gì vậy? Mặn. Cái gì? Em đi đâu mà đẹp quá vậy mặn? Vô duyên không? Tôi đi chơi. Em đi chơi ở đâu? À, em đi qua đoàn phim có được không? Hả?
em đi qua đoàn phim. Được, được, được. Anh ở bên đoàn phim á. Em qua đi, anh sẽ nấu những món ăn ngon 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 để cho em ăn. Vậy hả? Ừ. Vậy thôi, anh lo nấu cho đoàn phim với anh ăn đi. Tôi không ăn đâu. Em phải ăn, bởi vì mấy món anh nấu á, không chỗ nào có bán hết. Chỉ có mình anh nấu cho em ăn nha. Mệt quá, tà lao quá đi. Tà lao đâu, anh nói gì? Anh đưa đồ ăn vô miệng. Mở tay đi. Tà lao đâu mà tà lao, nói chuyện ông chú à, mở miệng cái tà lao. Tôi ở với ổng, dĩ nhiên là tôi giống ổng rồi. Thôi mệt quá, xích ra đi, ra tôi đi, ra tôi đi. Măng. Người đâu hả, mà cái bè này suốt ngày à. Măng. Măng, ý trời, quên chút xíu mắc vỡ đồ nữa rồi. Măng ơi, trên này về nắng mai anh và em bước cùng nhau. Ôi hạnh phúc làm sao tuyệt vời. Sao kỳ vậy ta? Bữa trước mình nấu món ăn rồng lộn bốn mùa, mấy ổng ăn vô mà ổng đã bụng quá trời luôn. Bữa nay có sáng kiến mới nè, mình sẽ làm món phượng bay lòng vòng ha, y chang con phượng. Ây da. Có đồ ăn chưa? Dạ. Xong chưa vậy? Dạ dạ, có liền, dạ, có liền, đẩy xíu. Nấu món gì bình thường thôi được rồi, bưng ra ăn đi. Biết rồi. Cũng thơm quá ha. Đây, đây, quá. Đây, đây, đây. Đây. Nè. Trời. Bữa nay là anh nấu đồ ăn bình thường thôi đó nha. Trời ơi, bình thường. Sao? À, anh em đoàn phim ăn chưa? Dạ ăn trơn rồi. Ăn rần rần trơn rồi. À. Dạ, cái món này nhìn cơ bộ ngon rồi nha. Ngon chứ. Tại bữa trước á, bụng anh sao á, bởi vì cái món gồng lộn bốn mùa mấy anh ăn vô đau bụng. Bảo đảm mấy anh ăn món này không bao giờ đau bụng. Cái món này là cái món bình thường hay là món sáng tạo đó đây? Dạ cái món này là cái món phượng bay lòng vòng. À. Cái món này á, em phải sáng tạo mới có. Hả? Hả? Sáng tạo hả? Ủa? Sao vậy? Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình suy nghĩ lắm, mình sắp hình giống phượng bay lắm mà. Phượng bay lòng vòng mình nói xong bỏ chạy chơi kìa. Ngon mà. Bảo đảm ăn ngon bỏ chạy là hối hận cả đời luôn. Đi đâu? Ôi trời ơi, mày đi đâu? Dạ chú, con đi lanh quanh trong vườn chứ có đi đâu đâu chú. Sao chú leo trèo chi cho cực khổ vậy chú? Tao không cực khổ làm sao tao canh được mày. Thì con đi lanh quanh trong vườn chứ có đi đâu đâu chú. Mày đừng có xạo, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Đi lanh quanh mà mày ăn diện như vậy hả mày? Thì con gái thì phải biết ăn mặc đẹp, biết diện để người ta ngắm chứ chú. Con gái chân diện quá nó không có đàng hoàng nghe mày. Trời ơi, tại vì chú không có diện được, chú không có làm đẹp được như con nên chú mới ganh tị á. Sai lầm, mày sai lầm. Trời ơi, chú làm gì chú? Mày coi cả cái làng này có ai ăn diện bằng tao không? Đồ tao toàn là sặc máu không, sắc màu không. Mày đi vô nấu cơm. Thôi con không nấu cơm đâu. Chú tao phàn thấy bà mày bây giờ. Trời đâu mà hung dữ à. Cái măng. Gì vậy? Măng. Đứng lại măng, măng. Anh đi đâu đây? Anh mang đồ ăn qua cho em nè. Trời, anh mang đồ ăn ngon qua cho tôi để làm gì? Để em ăn, để em tẩm bổ. Thôi đi. Để em đẹp. Trời ơi, anh không biết là tôi đang giảm cân hả? Em ăn nhiều đi, không mập bằng anh đâu sợ. Đàn bà ăn gái là có chút xíu da thịt nó mới thơm. Anh thích anh ăn đi. Tôi phải giảm cân để người thon gọn lại. Tôi còn phải đi đóng phim nữa chứ bộ. Anh nấu ngon lắm. Anh nấu ngon em ăn anh chút xíu đi. Đi, anh nấu đẹp. Đi. Thôi, không ăn. Em, đồ anh nấu mà vừa bổ vừa khỏe có mập ăn miếng đi đi. Ăn mà. Thôi. Ăn đi. Bực mình.
Món này ở đâu ra vậy? Chắc chắn là không phải của con nấu rồi. Tao nhìn là tao biết không phải của mày tao mới hỏi chứ. Nói chuyện dông dài. Của anh Hoành Tráng á chú. Hả? Của anh Hoành Tráng nấu cho. Của Hoành Tráng hả? Được được á. Toàn là mấy món ngon sành điệu sang trọng không à. Ở làm á. Hưởng thụ. Trời đất ơi. Ai vậy? Em Mận nè. Mận nào? Tự trời nhiên ơi, vô. Em chứ, Mận nè, anh không nhận ra hả? Anh làm gì trên đó vậy? Chết kìa, anh xin lỗi. Anh đang tập trung quá. Em qua đây chơi. Dạ. Anh đang bận công việc của anh. Ừ. Ủa, mà công việc của anh là mỗi ngày trèo lên cây vậy đó hả? Thì không phải là mỗi ngày. Nhưng mà cái công việc của anh giải thích cho người bình thường người ta không có hiểu đâu. Hả? Có nghĩa là anh là người bất bình thường hả? Thì không phải là bất bình thường, mà nói chung là anh tập trung sáng tạo nghệ thuật đó. Thấy không, đầu óc phải tư duy theo nghệ thuật đó. Dạ. Ừ. Ủa em đi đâu đây? À, em thấy phim trường đang dựng cảnh, em đi vô coi được không? Muốn coi phim trường của anh hả? Dạ đúng rồi, em vô tới đây xong rồi em thấy em cũng muốn đóng phim nữa. Em muốn đóng phim. Anh giúp em nha, em thích đóng phim lắm á. Được thôi, xinh đẹp như em về không đóng phim chứ để không làm gì. Vậy anh nhớ nha, anh giúp em đóng phim á nha. Ừ, yên tâm, cái chuyện đó để anh. Dạ. Vậy bây giờ anh dẫn em vô phim trường coi mọi người làm việc nha. Chắc chắn là phải được thôi. Ừ. Nhưng mà anh xuống đi chứ, ở trên nó hoài á. Ủa, lo nói chuyện với em mà quên. Cẩn thận. Đi hướng này đi. Trời ơi, cứu qua. Cái đồ ác độc, đồ vô lương tâm. Trời ơi, tại sao? Ác quá mà tại sao cứ vào hoài? Đổ cha thằng bốn ngự. À, mày ngứa mày dễ dựng kệ mày đi. Mày tất cả xóm phải dựng ngược theo mày. Tao nhảy gì ba? Tao gửi cho ba vào kìa. Tao hỏi mày nè, hả? Con cái giếng nước không cho ai xài hết trơn trời à? Không có nước tắm bây giờ ngứa quá chịu mới nổi đây nè. Đồ keo kiệt. Sao ba không mua nước mà tắm, ba qua bển làm gì? Trời ơi mày ngu quá. Im đi. Ngồi đây tao nói cho mày nghe. Trời ơi. Ba hỏi mày nè. Ba cứ hỏi. Tiền mua nước á nó tốn lắm hiểu chưa? Bây giờ mình ráng mình chịu ngứa đi, mình gãi đi, mỗi lần gãi như vậy mình phê mình sướng vừa đỡ tốn tiền nữa. Mua nước ngọt làm gì, được tập thể dục cho cơ thể cường tráng nữa. Vậy ba chửi người ta làm chi? Phải chửi chứ. Tao hỏi mày nè, có cái giếng nước ôm xài hết hả? Ờ, cho ông xài đi ha. Ông xài nước giếng có mình ổng à, giếng xài không hết nước. Để nước lâu ngày nó hôi, ổng cũng kêu mình qua xài à. Trời ơi, bó tay với ba luôn nha. Mai mốt cái hen, con người của ba hen, nó nổi đầy bông luôn á. Nở đầy bông luôn hả? Ờ. Ú, khỏe. Đỡ, mai mốt khỏi tốn tiền xăm mình. Giờ ăn đến rồi. Mời em xơi. Mặn. Giờ ăn đến rồi. Gia ly vô. Đồ ăn này mặn ơi, mặn. Giờ cơm đến rồi. Mời mặn ăn. Thôi, làm gì mà hát hò ông xong à? Nhờ giọng ca của anh nó trỗi lỗ tai, em mới chịu mở cửa nè. Mặn, cái ăn đi mặn. Vậy? Đồ ăn của anh tự làm, anh tự nghĩ và anh tự sáng chế đồ ăn này. Nó ngon, dễ sợ luôn Mận. Mận ơi Mận, ăn miếng đi. Ăn thôi miếng đi. Thôi nha. Ăn miếng đi. Ăn đi. Thôi đi, tôi ăn cái này sao tôi đi đóng phim được. Không biết tôi đang giảm cân hả? À, em yên tâm đi. Em ăn đồ này đi, bổ khỏe dễ thương lắm. Ăn xong á, em mập y chang anh vậy.
Trời ơi, vô duyên quá à. Trời ơi, tự nhiên tôi phải mập như anh vậy hả? Mập như anh, đẹp. Mập như anh sao tôi đi đóng phim được? Muốn trèo tôi hả? Em lo gì, em mập lên em khỏi đóng phim. Em đi nấu ăn đi. Gì gì? Chồng nấu không bên, vợ nấu không bên. Ta kêu đôi vợ chồng hoàn hảo. Gì? Vậy thôi à? Thôi, 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 nè, nè. Trời ơi là trời. Đẹp quá, đẹp quá. Ba nhảy đẹp quá. Nhảy đâu mà nhảy, tao gãy ngứa chứ nhảy cái gì. Sao ba không ra hội quán nhảy? Thôi, tao không ra đâu. Tụi bay ra đi. Tao đây tao gãy được rồi. Dạ. Ờ, ba nhảy vậy nè, ba ra ra ngoài quán múa như múa khỉ vậy đó. Đâu có, không được. Mai mốt phải để cho ba ở nhà, để ba chuẩn bị đi chữa bệnh á. Sao chữa bệnh? Tại vì trên da của ba gãy ngứa nổi đầy người luôn kìa. Phải đó ba. Thôi, vô bệnh viện tốn tiền lắm, để ta tự gãi được rồi. Ba ở nhà nha, giờ con với Trịnh ra hội quán đây. Ủa ra hội quán gì hả? Đi đi. Vô bệnh viện. Đi. Đi. Ba, ba, bye bye ở nhà nha. Thôi thôi, anh muốn cho chú ba em chửi hả? Đứng ngoài được rồi. Quên. Rồi, muốn nói gì nói đi. Thôi khuya rồi, anh cũng nên đi về nhà ngủ đi, vậy được rồi, ha? Em đi vô ngủ nha. Ê khoan khoan, mình chia tay nhau theo kiểu Tây đi, được không? Kiểu Tây là kiểu gì? Thì bên Tây người ta chia tay người ta hay... đó. Em biết kiểu đó rồi. Nhưng mà mắc cỡ lắm. Có gì đâu mắc cỡ. Mình là diễn viên mình phải tập chứ. Mai mốt lỡ mình qua nước ngoài diễn rồi sao? Mình phải tìm hiểu mấy cái phong tục tập quán của các nước chứ. Thì khi nào làm diễn viên rồi hẳn hay đi. Chứ giờ mắc cỡ lắm. Không được đâu. Chú ba em thấy chắc chửi chết luôn á. Nó có ai đây đâu. Mình phải tập trước cho nó quen. Mai mốt khỏi mỡ ngỡ ha. Nếu mà vậy thôi mình làm đại nha. Vậy nghe. See you again, good night, goodbye. Rồi xong rồi đó, về ngủ đi. Không phải, chia tay kiểu Tây là hung đó. Hung cái gì, vậy được rồi, đi về đi, có người ra kìa. Đâu có ai đâu, thôi về nghe. Chị Mận nè. Hả? Sao mà chị cứ đi chơi rồi cặp kè với Bất Bình hoài vậy? Em thấy không có ổn. Có gì đâu mà không ổn. Anh Bất Bình là đạo diễn, sẽ tạo điều kiện cho chị, để chị được trở thành một diễn viên nổi tiếng. Chị tin anh ta hả? Ảnh hứa chắc mà. Chị hả? Rồi đây sẽ trở thành ngôi sao. Chị có biết về con người của Bất Bình như thế nào không? Em nghĩ chị không nên tin vào lời hứa của anh ta đâu. Thì nếu như mà muốn làm diễn viên á, thì cũng phải thử sức mình. Và cũng nên tin người ta chứ em, phải không? Chị đừng có tin người ta quá, coi chừng hại mình đó. Với lại muốn làm diễn viên thì phải có năng khiếu mới được. Nè, em đang ganh tị với chị. Em không muốn chị làm diễn viên phải không? Em không có ganh tị với chị. Em chỉ muốn nhắc nhở chị thôi à. Thôi được rồi, chị không cần em nhắc nhở. Chị sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng cho em coi. Đi đâu mày? Dạ. Dạ con đi ra ngoài một chút thôi chú. Ở nhà mày cũng diện mà đi ra ngoài mày cũng diện. Thì diện đẹp mới có hy vọng làm được diễn viên chứ chú. Chờ. Ước mơ mày xa vời khỏi cái tầm tay à. Mày nhìn lại mày đi. Nè, tao cấm không đồng ý mày ăn diện quá lố rồi mày lượn lờ cái chỗ đoàn phim mà tao giết mày chết à. Dạ con nghe rồi chú,
Mày làm mình làm mấy với tao hả? Đi đâu về vậy? Đi ăn nhà hàng. Trời đất ơi, tôi là chủ ăn mì gói mà anh đi ăn nhà hàng. Tại sao anh cứ ăn chơi hoài vậy? Ông riết gì ông lạ quá vậy? Tôi đâu là chuyện của tôi, sao ông cứ xía vô hoài vậy hả? Tôi có bỏ bê công việc đâu mà ông cứ căng nhằn hoài. Bây giờ là phim trường đã ổn định rồi, tại sao anh không bắt tay vào việc đi? Ông làm như là làm bộ phim giống như ăn tôi mì gói vậy. Bỏ mì vô đổ nước sôi vô xong cái ăn liền. Phải từ từ nhào nặn nó cho nó thấm gia vị, nó mới chất lượng được. Hiểu không? Bây giờ tôi yêu cầu anh tập hợp các bộ phận lại, nghe chưa? Bắt tay vào việc, chuẩn bị bấm máy cho tôi. Chuẩn bị bấm máy hả? Ừ. Chết rồi, mình mang tiếng là đạo diễn mà biết cái quái gì đâu. Trời ơi, tụi nó không có yên tâm đi. Phim mà đưa vào tay tôi là không có xảy ra cửa nào đâu ha. Các khâu là tôi đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng nè ha. Chẳng hạn như là khâu tuyển diễn viên nè, tôi lựa kỹ lắm. Bao nhiêu ngàn người tôi mới lựa được 1-2 người vô diễn. Mình phải coi họ có khả năng diễn xuất hay không thì nó mới tôn được bộ phim mình lên. Thậm chí khâu kịch bản cũng vậy, phải kiểm tra kỹ coi nó có bị sơ sẩy hay bị hở ở chỗ nào hay không. Đó, làm nghệ thuật là đầu óc phải thoải mái về tư tưởng, nó không có bận rộn gì hết, đúng không? Chứ không thể nào mà để căng thẳng cái đầu được. Cho nên tôi quyết định là ông cứ ăn mì gói đi, tôi đi ngủ. Ê, đó. Không biết chú ba đi đâu mà giờ này chưa về. Còn chị Mận nữa, chắc là đi hẹn hò với ông Bất Bình rồi. Alo, hả? Cấp cứu ở bệnh viện hả? Tôi tới liền. Bác sĩ ơi, chú tôi có sao bác sĩ? Bệnh nhân đi quấn nóng làm ốm ở tiệm uống tóc, đã bị ngộ độc và ngất xỉu. Trời đất, chú tôi ốm nho mà còn đi làm ốm nữa. Ừ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Vậy thì tốt quá. Mà cô cũng nên cẩn thận đó nha. Tôi thấy ổng nằm mê, ổng nói là muốn làm diễn viên, không muốn thua cô cháu gái vì gì của ổng đó. Vậy bây giờ tôi vô thăm chú tôi được bác sĩ? Chưa đâu, cô ngồi đó chờ tôi chút xíu nha. Dạ. Ôi à. Anh nằm đây đi. Tạm thời nằm đỡ đây đi. Hai anh chỉ bị dị ứng ngoài da thôi, điều trị sẽ mau khỏi. Khi nào có giường trống á, tôi sẽ chuyển anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đúng là quan già nghiệp chướng khí. Vô tới đây cũng gặp mày. Gì vậy?
đâu ra vậy? Bệnh viện gì mà chật chội quá vậy? Dương mà nằm hai người sao chịu nổi? Gì vậy? Đâu ra vậy? Đúng là hại người, trời hại lại mà. Tắm nước giếng mà cũng bị dị ứng nữa. Ai ngứa thì nấy gãi đi, mắc mớ gì lên tiếng? Sao? Tôi nói thiệt với ông hả? Ông ăn ở ác nhân thất đức lắm, hay không? Bây giờ đó trời hại ông vô đây ông nằm chung với tôi nè. Tưởng tắm nước giếng không bị ngứa hả? Cũng bị ngứa thôi à. Mắc mớ gì tới ông? Ủa, tôi đâu có nói tới tên ông đâu. Ủa, tôi nói gì kệ tôi chứ? Có tật giật mình hả? Trời, người ta có mở bụng á ha, người ta còn đi quấn nóng quấn lạnh. Đằng này á, cái bụng có gan tay à, cũng bày đặt đi quấn nóng quấn lạnh nữa. Già xí soạn. Xí soạn mà già. Ngộ nợ thời như ớt chín cây, bụng không có mà cũng bày đặt quấn nóng quấn lạnh. Già mà xí soạn. Già ông cha ai gì? Suốt ngày cứ chỉa cái loa phóng thanh qua nói xấu tôi, xỉa xói tôi lùm la. Tôi không cho xài nước, bị diễn là đúng rồi. Đó đó đó, bác sĩ thấy không? Rõ ràng bác sĩ nghe nha. Ông ích kỷ, ông không cho tôi xài nước cho nên tôi bị dị ứng vô đây nằm bệnh viện nè. Ủa? Ích kỷ. Mà hai ông hàng xóm với nhau hả? Ai mà hàng xóm với ông? Ủa, tôi thèm làm hàng xóm với ông lắm hả? Thiệt tình tôi không hiểu hai ông như thế nào. Làng xóm không cư xử hết tình làng nghĩa xóm. Lớn rồi còn vô bệnh viện quậy phá. Lần này tôi tha, lần sau mà còn quậy phá nữa, tôi có quyền bắt phạt đó, nghe chưa? Dạ. Dạ. Nè, cầm lại đi. Này của em. Ngồi đó đó. Này của em. Ai thèm danh này của em. Nói nữa đi. Sao? Chà, bác sĩ vô. Trời ơi, sao nữa đó? Ê, sao vậy? Ông xô em, ông xô em. Trời ơi, tôi mới dặn rồi, đừng quậy phá nữa mà. Ông xô em. Bạn ấy tự té á. Thiệt tình. Mét hả? Mét. Sao? Biết tại sao? Tôi lo quá. Tôi cũng rung á. Sáng giờ đâu có yên tâm được đâu. Hồi hộp ghê vậy đó. Đây là danh sách, tự coi đi ha. Ai có tên thì được làm diễn viên, ai không có tên thì tất nhiên là không được. Dạ, cảm ơn anh. Có ai có tên rồi ra đóng lệ phí đi. Đây, coi đi. Cảm ơn. Ý, được rồi nè. Hên quá. Chúc mừng nha. Tôi không ngờ tôi được chọn á. Em đến từ sáng sớm mà sao không có tên vậy anh? Thì nói chung là phim này số lượng người nó có giới hạn. Ai có tên thì được làm đợt này, còn ai không có thì chịu khó chờ phim sau đi. Ha, vậy đi. Thôi được rồi, giải tán đi cho tôi làm việc. Cũng may mắn đó. Còn hai em người được chọn đó, nhớ nha, giữ liên lạc thường xuyên với anh đó, nghe chưa? Dạ, anh chào. Còn anh em à. Thì sao anh? Dạ, ông về đi, chừng nào cần tôi gọi. Hả? Dạ, dạ em về. Cần nữ chính xinh đẹp chứ cần ông làm cái quái gì? Chà. Thấy tôi tuyển diễn viên tấp nập, vui không? Chú khỏe chưa mà ra đây vậy chú? Ôi, má mày lọt rồi chứ. Mày làm
Tao hết hồn. Con có làm gì đâu. Chú mệt hả? Đâu có bị gì đâu mà mệt. Con Mận đâu? Dạ. Chú. Chú kêu con hả chú? Tao bệnh mấy bữa không có ở nhà. Mày đi chơi dữ ha. Trời, đâu có đâu chú. Con đâu có đi đâu. Con đi xin làm diễn viên. Mày xin làm diễn viên? Dạ. Mày xin ai? Chú đừng có thắc mắc con xin ai. Miễn sao con làm diễn viên là được rồi. Nè, cầm cẩn thận có chân rớt đó. Mấy bữa nay tao bệnh. Phát tài có qua hỏi thăm tao không? Trời ơi, ổng có hay gì đâu mà hỏi thăm chú. Nếu ai có hỏi thăm tao thì nói tao bị cảm mạo, nhẹ nhẹ hơn là bị thương hàn. Chứ đừng có nói tao đi quấn nóng quấn nguội gì nghe không? Dạ con biết rồi. Mà chú bị gì vậy chú? Mấy ngày nay chú có giấu con hoài. Tụi bạn con nó hỏi con không biết trả lời sao á. Mắc mớ gì phải nói cho mày nghe hả? Mày nghe rồi mày đi reo rao hết cả làng cả tổng này biết. Dạ con đâu có đâu chú. Nếu chú không muốn thì con sẽ không nói với ai hết. Nhưng nếu chú có yêu cầu thì con sẽ kể. Mày điên hả? Tự nhiên tao yêu cầu mày đi kể. Tao bị cái gì kệ tao, không cần quan tâm. Thôi chú kể một mình con nghe thôi. Kể đi chú. Kể đi chú. Qua đây. Chào, dạ, dạ, chào chú. Điếp khách mấy em. Dạ. Mời chú vào đây ạ. Chú hôm nay đến có chuyện gì không ạ? Chú muốn làm gì ạ? Ở đây có phải là chỗ mà để làm đẹp không cô? Dạ đúng rồi chú ạ. Tôi muốn làm đẹp. Dạ, vậy chú đến đây là đúng rồi ạ. Trời ơi, nhưng mà chú đẹp quá à. Chú dù tay con còn đẹp hơn nữa. Vậy hả? Dạ. Giờ chú cần gì? Tôi hỏi cô này, có ai mà giỏi nhất ở đây không? Phải giỏi thiệt à nghe. Nếu vậy thì chỉ có con làm cho chú thôi. Có giỏi thiệt không? Dạ thiệt ạ. Chỉ có con làm cho chú thôi, nên chú đến đây là đúng rồi. Vậy thì cũng được. Nhưng mà chú muốn con làm cái gì mới được chứ ạ? Tôi làm ốm. Dạ. Chú nói gì con không nghe rõ à? Tôi muốn làm ốm. Dạ chú ơi, con nói này chú đừng giận nha. Không giận đâu. Chú ốm như con cò ma như vậy. Nhìn chú như cái tượng treo đầu lâu ở ngoài đường á. Bây giờ mà chú làm ốm nữa thì không biết nó là cái gì á. Nên chú bây giờ chú tôi hỏi cô nè. Tôi muốn làm ốm, đó là quyền của tôi. Tôi là khách hàng có tiền, tôi cần làm đẹp. Ok. Dạ, khách hàng là thượng đế ạ. Đúng. Cô làm sao thì làm, miễn sao thượng đế cũng phải cười. Nhưng mà chú ơi, con... Cô không thắc mắc gì hết, cứ làm y như mọi người. Mọi người làm như thế nào, cứ làm tôi y chang như vậy. Tiền, tôi trả y chang như vậy. Tiền bo, hơn người ta nhiều. Dạ, vậy thì chú cũng thoa thuốc rồi quấn nóng. Y như vậy. Dạ. Vậy thì hơn vậy cũng được đó. Cảm ơn. Chú quấn nóng chi cho khổ vậy. Chú ăn kiêng giống con nè là được rồi. Tại vì cha phát tài kêu cái thằng hoành tráng đem đồ ăn qua ngon quá, kiềm chế không nổi, mở bụng của chú nó lên cả phăng vậy đó. Phải quấn à. Ghê quá. Dài vô mà điệu với trời. Trời ơi, công chuyện sao nhiều quá. Bất Bình à, tôi tin tưởng anh, giao mọi chuyện cho anh làm ha. Anh không làm, anh cứ rề rề. Làm như không có chuyện gì làm á. Bực mình. Rồi cái vụ tuyển nhân viên tới đâu rồi?
mai móc rồi ba cái âm thanh ánh sáng đạo cụ, không có thấy lo lắng gì, ngồi làm cái gì cũng không biết, không hiểu tại sao tôi lại đi mướn anh. Các thiệt, ê, cái gì ông lèm bèm hoài, tôi nhức đầu quá. Cái gì cũng phải từ từ thủng thẳng chứ, hối hoài. Anh chậm chạp như vậy mà tôi không hối sao được hả? Thời buổi bây giờ làm ăn là phải chụp giật, hiểu chưa? Tôi làm đầu tắt mặt tối ở đây, ông không lo phụ tôi mà ở đó ông cứ càm ràm tôi hoài. Nè, tôi nhắc cho anh nhớ nha, tôi là chủ anh đó, bộ anh quên hay sao? Xin lỗi. Nhưng mà ông cứ yên tâm đi, ông cứ để đó tôi lo cho. Đừng có càm ràm tôi hoài, tôi nhức đầu lắm, tôi không có tập trung được công việc, hiểu không? Nói thì phải làm đó nghe chưa? Ok. Tôi chờ đó. Bây giờ phải đi tìm thằng Quanh Tráng đây. Kiếm thằng Hoành Tráng. Chết cha thằng Hoành Tráng rồi. Bởi tôi chung tình yêu hoài người em cùng thôn, dáng em ngoan hiền nên bao chàng mộng mơ đón đưa. Em có thương anh thì nói, không đừng lơ là làm thân, để cái tim anh sầu héo, anh buồn khóc ngoài bờ đê. Em ơi anh nhờ mai mối, qua năm này mình sẽ cưới nhau, con giống anh sẽ mập mạp, dẹp xinh hiền lành như em. Em ơi em chờ chi nữa, dây trầu ngoài kia héo khô, thương nhớ em đến. Cho mày làm cái gì vậy? Con sợ sợ. Mày chỗ tao đó hả? Chú mới sủa. Sao chú sủa tôi chi chú? Ở đây có tao thôi chứ chó nào mày. Tại con dị ứng mấy con chó bọng nó cắn chạy muốn chết luôn. Mày cũng rảnh ghê ha. Không lo làm việc đứng hát. Không rảnh thì làm gì. Chưa giờ nó ăn là phải rảnh thôi. Nếu mày chưa tới giờ làm việc á, thì tao hỏi mày nè, mày dám thi nó ăn với tao không? Trời ơi, chú còn rảnh dữ á, tự nhiên kêu con thi nó ăn với chú. Thì chắc thắng tao mới rủ mày thi. Hả? Sao? Mày sợ thua không dám thi với tao gì? Chú nghĩ sao mà con sợ thua? Trời ơi là trời, con là đầu bếp chính công chính hiệu, chuyên môn nấu ăn trong đòn phim này mà thua chú hả? Được rồi, đầu bếp chính công tao không cần biết. Mà thi thử đi mới biết ai hơn ai. Trời ơi, chú thua con là cái chắc luôn á chú ơi. Nói thiệt chú á, con nấu ăn là chú thua rồi. Nhưng mà cuộc thi này con được cái gì mới được chứ? Thi làm gì? Con được cái gì? Nếu mày nấu ăn thắng tao thì tao giữ nguyên lương mày. Ừ. Còn nếu mày thua thì tao giảm. Giảm gì? Tao giảm không có nhiều, chừng 70% thôi. Hả? Cái gì trời? Nấu ăn mà thắng thì giữ nguyên lương, mà nó ăn thua trừ 70% lương tháng. Chú ơi, không được chú ơi. Thì cái nào có cũng thua chú hết trơn á. Không được chú ơi, không thì. Tao thầy. Hỏi mày, thầy. Mày có chịu thi hay không? Không. Thi không? Không. Mày không thi cũng phải thi. Hả? Tại sao? Còn nếu không, coi như mày thua. Hả? Tao trừ lương luôn. Trời ơi, chưa thi mà coi như thua, trừ 70% lương của người ta hả? Trước sau cũng dính cháu. Thi thì thi, hả? Sợ chú hả? Vậy mới được chứ. Nhưng mà tao nói thiệt nha, cái mỏ mày á, nó dảnh dữ lắm. Tao sợ mày nuốt lời lắm. Bây giờ vậy, tao cho mày thi, nhưng mà phải có trọng tài. Hôm nay tôi mở cuộc hội ngộ này để tôi thông báo một vấn đề rất quan trọng. Đó là sau nhiều đêm suy nghĩ vất vả, và tôi đã quyết định là tôi sẽ làm ban giám khảo cho anh. Vậy là anh đồng ý ha? Nói không phải phe với anh nghe, chứ tôi thẩm định thức ăn là không có ai qua tôi được đâu. Yeah. Chú ơi chú. Chú, mỗi ngày con thấy chú ăn mắm với khô mà. Chú ăn món gì cũng ngon, thẩm định chi chú ơi? Sao mày ăn cơm hớt hoài vậy? Có khách đó nha. Nó đứa đùa đó. Nhưng mà chú, làm giám khảo vui lắm á chú. Chú làm giám khảo đi, có gì cũng phụ cho. Phụ ăn hả? Tôi sẽ đưa tất cả các cháu đến để phụ với tôi.
Sao chú ba? Thấy sao? Sao chú ba? Món này ở đâu vậy? Mua. Ngon nhất. Ủa là hai ông hai bên này hả? Dạ. Món này của tôi á. Dạ. Tôi làm đó. Cái này của con á. Con làm á. Nói chung, sau khi ăn sạch bát hai cái dĩa, nò quá, hiểu không? Nò quá. Thôi mấy ông về đi, dọn đi rồi về đi. Ủa? Cái gì? Mà anh làm giám khảo mà. Ủa, quên. Trời ơi. Ai thắng chú? Không biết dĩa nào của ai bị no quá đó. Dĩa này, này ngon chú nè. Ra. Được á. Vậy thì chú thua tôi rồi. Tâm hùng khẩu phục chưa? Thôi phục gì mà phục. Nhiều khi chú ba khiên vậy sao? Bậy. Tôi ăn rất là nhiệt tình. Thành thử tôi chấm rất là công bằng. Chỗ nào ngon tôi nói ngon. Chỗ nào dở tôi nói dở. Tôi không bao giờ thiên vị ai á. Bên này ngon. Chịu thua đi. Tôi bí mật cho chú biết. Hồi ở bên Mỹ á, tôi là đầu bếp chính của nhà hàng đó. Thôi, cái gì? Ông đã qua đầu bếp chính của nhà hàng hả? Trời ơi. Ở bên đó tôi đã từng nấu ăn cho tổng thống và những nhà hả? Nói đó thôi mới no quá, nổ bánh xác ghê lắm. Nói cho vui vậy thôi mà. Gì? Ông nấu cho tổng thống ăn. Rồi bây giờ ông bắt tôi nấu ông ăn. Cái gì kỳ vậy? Tại vì tôi là chủ, tôi bận lắm. Cho nên tôi mới mướn anh. Hiểu đúng không? Rồi. Hả? Nói vậy à, thua rồi đó. Tới tháng trừ nhiêu lương nó đi. Giỡn chơi với chú thôi. Tại tôi thấy chú cũng nổ quá, cho nên tôi mới tổ chức cuộc thi này. Nhưng mà để cho nó đúng theo luật, thì tôi trừ chú 10.000 đồng mỗi tháng. Trừ 10.000? Ừ. Ok. Ok. Để cho chú nấu cho nó tốt. Dạ. Cảm ơn anh ba nha. À, không có gì. Bây giờ tôi bận việc phải đi một chút. Ok. Dạ. Trời ơi. Tháng trừ mình 10.000. Thì sao không chấm tôi dễ nhất? Chấm cho ổng đi. Sao không chấm tôi đi? Ơi, ổng nó dở muốn chết. Mày nấu dở hơn. Phải không? Thiệt. Không tin mày nấu thử đi. Rồi, tao ăn rồi khi nào mày ngang ngửa ổng thì tao nói ổng thi lại. Đó, lúc đó ổng thua rồi mày trừ tiền ổng lại. Hả? Cũng được. Bây giờ ổng trừ mình tháng 10.000. Để mình học, mình nấu ăn tốt hơn. Nhưng mà không sao, ngày mình đi chợ mình ăn tiền chợ 20.000. Tao mét nghe. Hả? Nè, thấy không? Cảnh trí như vậy làm sao mà coi cho được. Đây. Nè. À, anh nhìn bối cảnh này đi. Đây. Cảnh trí phải luôn luôn thật. Diễn viên á phải diễn như thật, phải xuất thần mới được. Tất nhiên rồi. Diễn viên của tôi diễn thiệt cũng chết luôn, chứ có giả đâu mà ông lo. Dễ thương chưa? Trời ơi, nhưng mà cái số diễn viên mà anh vừa phân vai, họ không hề biết diễn xuất tí nào hết. Tôi nghĩ là anh loại họ ra và tuyển người khác. Vậy mà anh gọi là diễn hả? Bây giờ anh ra lệnh cho tôi hả? Không phải. Tôi chỉ muốn góp ý thôi. Để cho bộ phim á, để cho nó hoàn hảo về nội dung và lẫn hình thức. Tôi cũng như anh thôi. Muốn tốt cho bộ phim này thôi. Nhưng anh lại đi tuyển chọn những diễn viên không hề có khả năng để diễn xuất. Nếu không á, họ sẽ làm hư bộ phim của mình hết.
Cái chuyện chị Đào diễn xuất, chị Đào nghệ thuật, đó là của tôi ha. Tuyển diễn viên cũng là của tôi. Còn chị của anh thì lo dựng cảnh, lo giải thiết kế gì của anh đi ha. Tôi biết, tôi và anh cũng muốn lo cho bộ phim có chất lượng thôi. Nên tôi muốn chúng ta thống nhất với nhau trước khi mình làm việc. Để chi? Để khi bộ phim ra cho nó hay hơn, để cho khán giả họ xem, họ thưởng thức được những cái thước phim, những bộ phim mà mình làm. Bây giờ chuyện ai người nấy lo, hình như anh hơi lấn sân rồi đó. Nè, anh đừng có tưởng là tôi không biết, anh chỉ nhận những diễn viên nào có lót tiền cho anh thôi, trong khi họ không hề biết diễn xuất gì hết. Thời buổi này, bất cứ việc gì nó cũng phải cần tiền. Anh đừng nói là anh không cần tiền nha. Đúng, ai cũng cần tiền, mà phải kiếm tiền bằng cách nào kìa. Ôi, mệt quá, không hơi đâu mà tranh luận với anh. Chú nói sẽ gặp duyên là sao chị? Tại ổng không có ai thèm nên ổng nói như vậy cho đỡ tủi thân chứ gì. Vậy mà chị cũng nói được nữa. Nói được chứ sao không nói được. Trời ơi, bộ chị nói không đúng sao? Ngày nào ổng cũng mơ mộng gặp cái bà nào đó, mơ riết nên giờ ổng bị hoang tưởng đó. Chị á, nói tầm phào mà. Chú mà nghe được chú đến chết chị luôn á. Thôi được rồi, bây giờ để chị vô chị hỏi thử có phải chú vậy không ha. Chị đi á. Trời ơi, hết biết à. Alo, 1, 2. Trời ơi, cha sanh mẹ đẻ tới giờ làm nghề bao nhiêu năm mới được đứng kế cái máy nè. Sợ tôi không cần biết gì hết á. Từ từ đi. Bây giờ nói đi. Gì đâu mà ồn ào quá. Không có dai trả tiền lại cho tôi đi chứ. Trả đây. Đóng tiền không có dai là sao? Trả đây. Bây giờ mình làm chút được không? Tiền lấy hết mà không có dai là sao? Dai dế gì, tôi nói từ từ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Lần này không có dai, lần sau có. Vậy chờ biết đến bao giờ hả đạo diễn? Vậy mà còn bình tĩnh là bình tĩnh sao? Ờ đúng rồi. Ơi nhức đầu quá. Thôi được rồi. Bây giờ tôi hứa với mọi người, tôi sẽ viết thêm một cái phân cảnh cho mọi người. Cảnh gì? Cảnh nào? Một cái cảnh làm ruộng đi. Ok, mọi người đều có dài hết. Trời ơi, làm ruộng. Tôi là dân miền biển mà. Tôi làm biển. Biển thì làm muối. Vậy là có tất cả mọi người, được chưa? Trời ơi, giờ làm muối. Làm muối gì hết? Làm muối gì đâu? Gì kỳ vậy? Không chịu đâu. Làm muối. Bây giờ không chịu làm muối phải không? Nếu vậy thì làm khách du lịch bơi ngoài biển. Rồi ok, được chưa? Ủa gì kỳ vậy? Kỳ cái gì? Miếng sao lên hình được rồi. Nhiều không chuyện được, quá. Không có được. Anh đừng có nói là hẹn em ra đây. Chỉ nói được 4 câu là không được đóng phim. Em không có chịu đâu nha. Bậy nè. Làm gì có chuyện đó. Với ai thì anh không biết chứ với em phải khác chứ. Khác là khác làm sao? Dù gì thì em cũng là cháu của chủ nhà, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. Em cứ yên tâm, anh sẽ nói Phất Tài nhận em. Vậy anh nói chắc rồi nha. Chắc thì phải chắc rồi. Cái chuyện nói tất nhiên anh sẽ nói, nhưng mà còn cái công anh thì sao ta? Thì anh cứ nói với chú Phát Tài đi, còn công anh á em sẽ trả cho anh, giống như chú ba em trả công cho em vậy thôi. Vậy anh thích cái gì? Chú ba em trồng khế nhiều lắm đó. Chú ba em trèo cây giỏi lắm á. Thôi được rồi, từ từ, có gì để anh nghĩ ra rồi. Nói chung là người ta trả làm sao cũng được, nhưng mà còn em thì cái gì anh cũng nhận. Thiệt không? Vậy anh vừa ăn khế vừa ăn vú sữa được không? Trời ơi, thôi bỏ qua vụ trái cây đó đi. Vậy chứ anh muốn cái gì? Cái đó tính sao đi ha.
Dạ. Đi, đi với anh ra đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Đi. Đi. Anh làm gì vậy? Gì đâu, anh có cái này tặng cho em. Ừ, tôi đang hát câu khách trong đó. Không có tôi hả? Khách người ta bỏ về hết, không được đâu. Nè, quà, quà cho em. Này hả? Cảm ơn nha anh. Mà mấy mốt bữa nào muốn tặng quà, kiếm lúc nào rảnh rảnh tặng quà em. Chứ em mà đi, khán giả người ta cuồng nhiệt, người ta chịu không nổi, người ta chửi em không. Thôi em vô nha. Cảm ơn nha anh. Cảm ơn nha. Vô hát tiếp đi. Rồi vô liền nè. Chào em. Dạ báo cáo sếp. Theo thông tin nội cảnh và ngoại cảnh thì đạo diễn Bất Bình đây đã nhúng chàm. Nhúng chàm là cái gì? Nhúng chàm có nghĩa là đạo diễn Bất Bình đây đã lấy tiền của diễn viên mà không chịu đưa vai diễn cho người ta. Mà thông tin chính xác này là em nhận được từ họa sĩ Chí Diễn đây ạ. Tại sao vậy Bất Bình? Tôi tin tưởng anh, giao hết mọi chuyện cho anh Quán Xuyến. Sao anh làm những cái chuyện bất nhân như vậy? Gì bất nhân bất nghĩa ở đây? Tôi vẫn làm tốt mọi chuyện mà. Tốt cái gì? Anh nhận tiền người ta ha, hứa đưa vai cho người ta, rồi sau đó không đưa vai, để người ta đòi tiền ầm ĩ, làm mất hết uy tín làm ăn. Vậy mà nói là tốt hả? Ờ thì... Thì cái gì? Thằng họa sĩ nhiều chuyện này, rồi mày sẽ biết. Anh làm vậy là bán vai cho người ta, có không? Ờ thì... Bây giờ ông trả tiền lại cho người ta đi. Tôi không muốn cái phim trường này phải náo loạn, hiểu chưa? Số tiền đó là công tôi đào tạo diễn xuất ngắn hạn để họ có kỹ thuật biểu diễn trước ống kính. Chứ cái gì mà buôn bán ở đây, nghe nặng nề quá. Không phải đâu, anh nói sai rồi. Không hề nhận số tiền đó để đào tạo cho người ta, mà số tiền nhận là để phân vai cho người ta diễn xuất. Nè, tôi nghĩ mình tuyển diễn viên là phải tuyển cho đúng khả năng. Bây giờ diễn viên nhiều quá thì tôi cũng phải bỏ bớt ra, chứ làm sao mà kéo hết vô cái phim được. Nhưng mà anh tuyển những người không biết diễn xuất. Trí Diện nói phải đó. Diễn viên mà không biết diễn xuất, trời ơi thì làm được cái gì? Ai mà coi? Vì vậy tôi nghĩ trả lại tiền cho họ là đúng rồi. Chứ anh mà lấn cấn chuyện tiền bạc là làm ảnh hưởng đến hãng phim nè. Anh Trí Diện nói có lý á. Bây giờ anh phải trả tiền lại cho người ta đi. Nè, tôi sẽ trực tiếp giám sát chuyện này đó. Được, chờ đi, mày sẽ biết tay tao. Nè, mình làm việc là phải vô tư, trong sáng và uy tín, như vậy mới có kết quả tốt. Tôi nhắc lại, anh nhận của ai bao nhiêu, thì anh phải trả lại cho người ta bấy nhiêu. Anh mà giải quyết không xong chuyện này đó hả, thì anh đừng có trách tôi. Mai mốt á, có gì rủ em đi lúc nào rảnh rảnh. Rủi bữa đó hả, khán giả đang nghe em hát mà em bỏ đi như vậy hả, ta chửi á, tại người ta yêu cầu em hát dữ lắm. Hồi nãy anh cứ tưởng đâu là em đã hát xong rồi, cho nên anh mới kéo em ra. Ai mà biết khán giả yêu cầu nhiều như vậy. Trời ơi, em bây giờ em như là ngôi sao của quán vậy đó. Người ta bây giờ yêu cầu em hát mười mấy hai chục bài không hả? Mệt lắm. Nãy giờ hát nhiều mệt phải không? Dạ. Ăn đi. Dạ đang ăn nè. Đó, ăn nhiều vô cho nó dạ, có sức khỏe. Dạ, dạ. Ngon quá. Hôm nay á, em thích ăn món gì ngon, em cứ kêu. Dạ. Nè, ăn. Ủa, đi. Nhiều quá, anh ăn đi. Được rồi, cảm ơn em. Hôm nay anh thấy em làm việc cũng mệt rồi đó. Dạ. Em có muốn đi chơi xa không? Nói đi chơi xa là em chịu liền à. Ủa, mà anh, đi chơi vậy có tốn tiền không? Tốn chứ em. Thôi,
ở quán công việc bề bộn lắm, đi không được đâu. Trời ơi. Thôi, không đi đâu. Thì em nghĩ bữa hai bữa đi có sao đâu. Đi ha. Với lại, đi như vậy, anh đã lo hết rồi. Có gì đâu mà phải sợ. Anh lo hết hả? Ừ. Không tốt đồng nào hết hả? Ừ. Ờ, vậy đi được. Ăn, ăn nha, ăn nha. Ăn đi em. Nè, ăn cái kiên này vô, nhảy cho nó đẹp. Dạ, cảm ơn. Tôi coi cô thử vai rồi. Dạ. Được lắm, tôi sẽ nhận cô làm diễn viên. Vậy là con được đóng vai chính hả chú? Không, cô sẽ đóng một cái vai thứ thôi, cho bộ phim sắp bấm máy. Sao lại là vai thứ? Sao không cho con đóng vai chính luôn đi chú? Vai chính của người khác đóng rồi. Không, con không chịu đâu. Con muốn đóng vai chính, vai thứ chú đóng đi. Con không chịu. Bất Bình đâu rồi? Ủa, cô này đang diễn xuất hay là đang nói chuyện với mình vậy ta?